với thủ đoạn sử dụng thẻ căn cước công dân giả, đóng vai là các người thân trong gia đình và dùng nhiều chiêu trò để giới thiệu cục đá có tính năng hủy diệt sắt. Một nhóm đối tượng đã dàn cảnh chiếm đoạt của một cặp vợ chồng với số tiền 2,1 tỷ đồng. Và cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 5 đối tượng, thu hồi tài sản gần 1 tỷ đồng. 5 đối tượng bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp gồm Võ Quang Trực, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Thị Hiệp, Trịnh Thị Chi và Nguyễn Công Hậu về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nạn nhân là vợ chồng ông BTN ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội bị nhóm đối tượng trên lừa chuyển giao bảo vật là cục đá có tính năng hủy diệt sắt và chiếm đoạt số tiền 2,1 tỷ đồng. Cơ quan công an phát hiện tất cả các đối tượng đều sử dụng căn cước công dân giả. Cái này là nói thật lòng với anh là không có, mà không bao giờ có luôn. Theo như tôi biết là không bao giờ có, họ chỉ dựng lên và đưa lên một cái con số tiền nó huyền ảo lên là để đánh vào lòng tham, để lừa để người dân thôi. Tôi khẳng định đá này là vô tri vô giác, không có tác dụng gì hết. Trực kêu em kiếm khách đi, có người nào có tiền đem lên anh Trực làm, anh Trực chia tiền cho. Em là đóng vai là Hùng với anh Nhị. Em cầm là 900 triệu mà sáng bữa sau em chuyển lên cho ảnh là 215 triệu là em được hưởng 685 triệu. Trước đó vào tháng 11/2023, ông N được Nguyễn Thị Tuyết Lan đưa đến nhà thuê của đối tượng Võ Quang Trực tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để hỏi mua cục đá có tính năng hủy diệt kim loại. Tại đây, ông N được Trực giới thiệu bà Nguyễn Thị Hiệp là mẹ và cô ba là Trần Thị Hạnh, nhưng đều là đóng giả. Trực nói với ông N là cục đá có tính năng hủy sắt là bảo vật gia bảo của gia đình, trị giá 306 tỷ đồng. Sau nhiều lần thương lượng, Trực quyết định bán viên đá quý cho ông N với giá 2,1 tỷ đồng tại nhà thuê ở Đồng Nai. Trong đó, đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Lan giả đóng góp với ông N 400 triệu đồng. Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 2,1 tỷ đồng của vợ chồng ông N, các đối tượng đã chia nhau số tiền trên để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Thủ đoạn các đối tượng không phải là mới. Thủ đoạn này có trước đây là bán đá thiên thạch, rồi chuyển sang bán đá có khả năng hủy diệt kiến và có thể làm tan chảy thủy ngân. Rồi tiếp theo đối tượng tiếp tục, đến hôm nay chúng tôi bắt giữ là đối tượng sử dụng cái phương thức là có khả năng hủy diệt sắt. Và đối tượng sử dụng cái phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi và xảo quyệt, đánh vào lòng hãm lời của người bị hại. Nên qua đây cũng khuyến cáo người dân là tránh để cho đối tượng sử dụng các cái thủ đoạn đó để nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Đến hôm qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu hồi gần 1 tỷ đồng mà các đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân. Đối tượng Võ Quang Trực từng có một tiền án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Tuyết Lan có một tiền án 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh kêu gọi những người dân nếu là bị hại trong các vụ án khác cùng một phương thức thủ đoạn liên quan đến nhóm đối tượng nói trên, hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai để cung cấp thêm thông tin, sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.